Rồi mình nói điểm mạnh điểm yếu mình đi cưng. À, dạ, điểm mạnh của em thì là em thì là một người rất là vui vẻ, hòa đồng. Tính em thì thẳng thắn và biết quan tâm và chăm sóc người thân và những người bên cạnh. Và em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì nhiều khi em thẳng thắn với lại nóng tính quá thì nhiều khi làm người ta dễ bị mất lòng á. Nhưng mà thường thường mất lòng trước thì được lòng sau. À, em thì cũng hơi nóng tính một tí nhưng mà cái miệng thì nói vậy thôi nhưng mà xong rồi thôi chứ không có để bụng. Rồi mình là có mấy mối tình rồi cưng? À, dạ em thì trước giờ có một mối tình, tụi em chia tay cách đây là 4 năm. Lúc đó thì Yêu nhau được bao lâu? dạ yêu nhau là khoảng được 5 đến 6 năm. Lý do chia tay là lúc đó thì hai đứa thì quen biết nhau là học chung cấp 3, xong rồi em lên đây học thời gian rồi em mới quen, thì gia đình em thì không có chịu đạo, còn gia đình À bạn em thì đạo. rồi bây giờ nghe cái anh bên này anh rao bản thân anh vậy cưng thấy có mua được không Chắc hay mua mão luôn, chắc mua mão luôn. mua mão luôn đó, bên đây người ta tính mua mão đó. Rồi vừa có tình yêu vừa có bơ luôn. Có hết đó. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn. Dạ. Sao vậy? Hình như nói cái chuyện tình đường tình duyên của em nó gian nan trắc trở lắm. Lo đi bán không hay sao? Dạ cũng có nhiều cái đi xem mắt nhưng mà cái tính tình cũng không được hợp á, xong rồi có nhiều người bảo giới thiệu em là đi cắt duyên. Cuối năm vừa rồi á em cũng đi cắt duyên. Thì cắt duyên hay là sao? Duyên âm. Cắt duyên âm. Dạ đúng rồi, em mới cắt xong thì là được khách hàng của em là do là khách hàng anh đăng ký, thế là thấy ba má em cũng già rồi, thế là khách hàng em mới kêu để chị đăng ký cho, thế là khách hàng đăng ký cho em. Thì em vừa mới cắt duyên xong cỡ 2-3 tháng thì thấy chương trình gọi, mà chương trình gọi là trúng ngay cái ngày cá tháng tư. Phỏng vấn trúng ngay cái ngày cá tháng tư em mới đen cắt. nó vậy luôn đó hả? Dạ Xui vậy luôn đó. à, Em cũng tưởng giả bộ cái gì. trúng ngày cưới cá tháng tư, cái em là kêu là không biết là có ai người chọc mình không, tại vì thấy mình ế quá mà. Thế là em mới mới gọi hỏi hỏi kỹ thì chương trình bảo đúng, xong bắt đầu em mới thu xếp vô. Thì vừa phỏng vấn xong là về thì chương trình cũng gọi, mà chương trình lại gọi trúng má em mổ đục thừa, xong cái là em cũng không đi được. Nhưng mà biết đâu được là cứ trắc trở như vậy để ngày hôm nay em gặp được một cái nửa của em ở bên này. Dạ Em hiểu chị không? Em đoán đi, em coi cái bạn bên đây, cái cảm nhận của bạn bên đây như thế nào, em tả thử rồi. em nghĩ qua bạn ấy là một cô gái rất là cũng có cá tính dễ thương. Còn em mong muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ em mong muốn thì tìm người yêu giống mẹ của em. Giống mẹ của em luôn. Mẹ Dạ em sao? tại vì em là ở Kon Tum là hay mệnh danh được chàng trai có hiếu nhất Kon Tum á, là hay đi đâu em đi uống trà sữa nè, em đi coi phim nè, cũng chở mẹ đi theo chơi, kiểu như là mẹ em hồi xưa cũng khổ, em muốn cho Bù đắp mẹ, lại. dạ cho lại những cái cảm giác bây giờ như thế hệ trẻ như đi trà sữa Bây rồi. giờ mẹ như thế nào, nói chị nghe coi. Có em có mang theo ảnh luôn ạ. Vậy hả? Dạ Đâu đâu đưa chị coi coi. à, đây là ảnh của mẹ, Coi coi đàn gái giống mẹ không. đây là tấm ảnh mẹ em tỉ mỉ làm quà tặng cho cô gái. Ồ vậy đó hả? Dạ nói chung là bà cũng mong có con dâu lắm rồi. Ê, Thôi mẹ nói chung đây, là mẹ rất là phúc hậu luôn. nếu mà cưới vợ sẽ về làm dâu đó, nói cho mọi người xem mẹ của bạn đây. Thôi được rồi, chút để này làm món quà tặng bạn gái nha, anh sẽ qua xem coi nhà gái thế nào nha. Bên này em Buồn gái tim xinh, luôn, bên rất đây là buồn xinh tim ha. cơ mà. Mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì con muốn tìm một nửa yêu thương của con là lúc nào cũng tạo cho mình tiếng cười vui vẻ, rồi chung thủy và có hướng cầu tiến, biết quan tâm và chăm sóc con. Mình không thích đàn ông ở điểm nào Con không thích đàn ông ở điểm là hút thuốc, con? lăng nhăng. Lăng nhăng. Dạ, mình có gì thì mình chia sẻ từ ban đầu thật. Nói chung là đối với con là thành thật là vẫn hơn. Con có muốn là ông phải đẹp trai nè, phải cao lớn rồi. À, đẹp trai cao lớn thì nói chung con chỉ cần ngoại hình ưa nhìn, cao lớn thì chỉ cần cao hơn con 1m65 trở lên là được rồi. Rồi, bạn nam, bạn đáp ứng được nhu cầu và tiêu chí bên Ừ. đó không? Dạ chắc cỡ 90% ạ. 90%. Mình Bạn mét có bao đào hoa cưng? lăng nhăng không? Dạ nếu đầu hoa lăng nhăng chắc không ngồi chương Đúng trình rồi. rồi. Dạ Bạn có phải là người hút thuốc không? dạ không. Cưng cao Rồi. mét nhiêu vậy? Dạ em cao 1m64. Thiếu còn phân không sao đâu con Dạ, Hôm dạ nay em đi không với ai sao. vậy? Thiếu còn Dạ phân. hôm nay em đi với chị dâu với bạn thân thời còn nhỏ ạ. Rồi xin mời chị dâu cho ý kiến nào. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và khán giả trường quay. Em là chị của Nguyên, thì hôm nay đến đây thì em cũng mong Nguyên là tìm được một nửa yêu thương của mình. Theo chị thì em gái này cũng dễ thương, hiền lành, là chị thấy cũng hợp với em.
Chị mong hai em cho cơ hội để tìm hiểu nhau. Ừ. Rồi, cảm ơn em. Con đi với anh. Con bữa nay con tới đây là con đi với anh rể. À rồi, dạ. Xin mời anh rể. Em xin chào anh Quỳnh Linh, Trường Vân và tất cả khán giả trong trường quay. Em là anh rể của bé Trang. Em đến đây từ Đà Lạt. Từ Đà Lạt xuống luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Em thấy em rể tương lai. Em trai này thì nó rất chỉ là được cao giáo, dễ tính đi, dễ gần, cũng phù hợp với em vợ em, nên là hy vọng là hai đứa tạo điều kiện tìm hiểu lẫn nhau. Dạ em cảm ơn. Bây giờ ta mở rào cho bạn Nguyên với bạn Trang gặp mặt nha. Mở rào. Mình nhận trước đi rồi mình trao sau con. Đi rồi mình trao quà mình sao? Anh có món quà đặc sản ở vùng Con Tum là bơ. Và đây là món quà của mẹ anh tự tay làm để gửi gắm cho em. Dạ, mẹ có nhắn gì không? Tại sao mẹ lại làm cây đó? Dạ mẹ... tại vì cây sen đá này nó tượng trưng cho sự tình yêu vĩnh cửu và bền lâu và mạnh mẽ nữa. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Em nhờ anh gửi lời cảm ơn tới bác gái giùm em luôn. Rồi anh cảm ơn nha. Em cũng có món quà gửi tới anh. Rồi anh cảm ơn nha. Mở ra luôn cưng. Em có món quà là chai mật ong, là mật ong rừng á, là cái này là ba em đi rừng bắt được. Dạ rồi có chai rửa tay á, là có gì anh rửa tay cẩn thận. Rồi anh cảm ơn em. Rồi hai bạn về vị trí đi. Chúng ta cảm nhận về nhau đi. Chào em. Sau bao nhiêu lần trắc trở đó. Thế thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ em cảm ơn anh. Em có ngại yêu xa không? Em thì em không ngại yêu xa, nhưng mà em chỉ sợ là ví dụ như khoảng cách mà yêu xa thì không ấy, chỉ cần người đó lúc nào cũng đặt mình vô một vị trí ưu tiên á, thì không bao giờ em sợ yêu xa. Anh á thì không ngại yêu xa. Quan trọng thì cũng như em nói là phải quan tâm, chia sẻ, chung thủy với nhau. Em không có ngại làm dâu đâu. Tại vì cái ngành của em thì cũng dễ nữa. Tại em bán thuốc thì ví dụ như sau này nói chung mình lấy chồng thì chồng đúng đâu rồi, thì mình đó. Nói chung là ngành của em thì có thể ở đâu cũng được. Nhưng mà em thì muốn là lâu lâu anh có rảnh thì cũng có thể thời gian lên thăm em hay nồi kia. Anh sẽ thu xếp được thời gian thì một tháng thì có thể là một lần hoặc là hai lần. Thì nói chung là anh cũng có bà chị với bạn bè là ở khá ở thành phố Hồ Chí Minh, và chị cũng có nhà trong này thì anh cũng hay vô đây. Rồi khoảng bao lâu chúng ta có thể bước tới hôn nhân, bàn với nhau đi? Em thì khoảng cỡ 6 tháng tới 1 năm. Em thì sao? Em thì có thể là năm sau cũng được. Tại vì mình cũng lớn rồi. Anh thì nói tóm lại tuổi thì vẫn chưa lớn, 30 thì cũng chưa lớn, nhưng mà ba má anh nên là khá là lớn rồi. Em thì năm sau cũng được, tại vì hết năm nay là em học xong dược sĩ đại học. Nếu ví dụ mà anh vô được thì mình hẹn hò lúc tầm chủ cỡ nhật. Nào? Ví dụ như chủ nhật, tại chủ nhật em được nghỉ. Thứ bảy chủ nhật, vậy thì thứ bảy anh sẽ đón xe vô thì chúng ta sẽ làm. Em ở quận 10 hả? Em làm ở quận 10. Em ở Gò Vấp. Mà tại vì học hết năm nay nữa là em xong rồi. Rồi bây giờ thế này, em tiến tới nắm tay cô gái ha. Rồi chúng ta nói hết những suy nghĩ của mình về người đối diện để xem cảm nhận thế nào đến bây em giờ. Mình có mong muốn điều gì hay không? Thật sự là anh nó run lắm, anh là người nói chuyện là cũng không ấy đâu, mà lên đây trực khử rất là run. Gặp em thì anh rất là có cảm tình luôn. Là mong em và anh sẽ cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn, để hiểu thêm, thấu hiểu về nhau hơn, để có thể chúng ta sẽ cùng về chung một nhà. Rồi bạn gái có thể hướng dẫn bạn trai đường đi đến tim mình con đường nào nhanh nhất không? Đường đi đến tim thì cũng dễ lắm. Ví dụ như sáng á, thì tại vì 6 giờ kém là em dậy em nấu ăn để em mang theo em đi làm rồi. Ví dụ như sáng thì anh nhắn tin cho em một tin nhắn là chúc em buổi sáng vui vẻ, rồi nhớ ăn sáng hay rồi này kia. Còn trưa thì em nghỉ trưa thì anh có thể nhắn là ăn cơm chưa rồi này kia, nghỉ ngơi chưa. Chỉ cần một ngày 3 bữa thì anh nhắn tin hỏi thăm em thế này thế kia thôi. Còn tối thì em cũng rảnh rồi. Qua 9 giờ anh mấy sẽ gọi em điện. Mới rảnh. Tối gọi nhắn hả? Tối gọi điện. Tối là FaceTime. Tức là một ngày nhắn tin 3 lần, sáng, call, trưa, chiều. Tối khỏi nhắn. Em có ghi ra giấy cho bạn trai để dễ nhớ đi. Dạ. Cái tờ giấy gì, cô thấy tờ giấy gì đây đây? Cái tờ giấy hướng dẫn vào tim em á. Có, nói sao có tờ giấy hướng dẫn. Làm được không cưng? Dạ, cái này thì dư sức luôn. Dư luôn. Ngày 4 tin nhắn luôn á. Cái này là dư sức. Em thì hát không hay nhưng sẽ xin tặng bạn gái và trường quay một bài hát.
Anh xin thề em sẽ yêu mãi thôi, yêu em đồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai mà dễ thương và con tim rất chung tình. Mình gặp nhau đêm nay và chừng như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Ngần ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Này em yêu hơi, em có nghe trong tim bỏ tiếng yêu vang lên dành chào em đó. Này em yêu hơi, em có nghe trong em biết không em ơi, I love you, I love you. Hay, hay câu cuối đó, I love you đó, xúc tích rồi đó. Thôi mình trở về vị trí các bạn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Nếu ta cảm nhận đây đúng là một nửa bánh ghép của mình thì mình đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta nhường cái nút bấm đó cho người khác. Khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm bằng cả trái tim của mình. 1 2 3 rồi bấm luôn rồi đó. 3 chưa kịp mà là đã bấm rồi. Rồi, chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau. Đó. Rồi, hung đi. Hung em cái nè, hung má.